Nhiều đồng hương tâm sự rằng tại sao đến Mỹ rồi mà lại vẫn cứ như thế? Bởi lẽ một số chủ nhân mất trái cây đã gọi điện thoại chia sẻ cho phóng viên nhờ lên tiếng để mà cảnh báo những người có hành động xấu hãy mau chóng chấm dứt về tệ nạn ăn cắp trái cây đã xảy ra nhiều năm qua và đến thời điểm này vẫn còn tồn tại, khiến cho nhiều người hết sức phẫn nộ và cảm thấy xấu hổ khi người ngoại quốc nhìn thấy người Việt đang hái trộm trái cây. Anh chị Giang nghe ở góc đường World and Edinger mua về 3 cây mảng cầu, mỗi cây gần 200 đô la Mỹ. Hai anh chị đi làm, ở nhà có bà ngoại đã trên 70 tuổi nhưng còn khỏe mạnh. Ban ngày bà bón phân tưới nước cho mấy cây mảng cầu. Chiều đi làm về, con gái lại ra vườn ngắm nghía và chăm sóc. Cây không phụ lòng người, năm ngoái cả 3 cây đều trổ bông. Chị Giang và bà mẹ lo là chống phấn hoa cho đậu trái. Cả 3 cây đậu gần 100 trái. Cả nhà đều vui, ngày nào cũng ra ngắm. Đến khi trái khá lớn chỉ sau một đêm, sáng dậy ra thì vườn thì hỗi ôi, các trái lớn đều đã bị kẻ trộm leo hàng rào vào hái sạch. Mấy mẹ con ngẩn ngơ tiếc nuối, nhưng hy vọng còn ít trái nhỏ chắc được ăn. Nào ngờ mấy hôm sau chúng lại vào bẻ sạch không chừa trái nào, hoặc là dù còn xanh chưa ăn được. Ngoài tiền mua cây mua phân còn bỏ bao nhiêu công tưới nước chăm sóc. Trước hoàn cảnh này, ai lại khâu căm giận kẻ ăn cắp, và sau đó anh chị đã phải tốn tiền làm thêm hàng rào cho cao lên để phía ngoài không nhìn thấy. Và năm nay nuôi thêm con chó để ban đêm giao cho mấy cây mảng cầu cho con chó canh giữ và hy vọng được ăn trái cây do chính tay mình chăm sóc và vun trồng. Ông Nguyễn Mạnh, nhà trên đường McFerrin cũng gặp trường hợp tương tự như vậy. Tức quá ông vác dao ra chặt hết, không thèm trồng nữa, ông nói. Bỏ bao nhiêu công sức và tiền bạc ra trồng cho kẻ không làm mà hưởng thì trồng làm quái gì nữa, cứ chặt hết cho bỏ tức. Gia đình của ông Sơn ở thành phố Santa Ana trồng được cây nhãn rất ngon, hột nhỏ xíu như là hột đậu xanh và ngọt liệm. Ông bà định cuối tuần sẽ hái đem tặng bà con lối xóm, mỗi người một chùm ăn chơi. Không đợi cuối tuần, bà hàng xóm một người Việt ở khu apartment sau nhà đã lợi dụng đêm tối bắt thang qua hái hết nửa cây. Sáng ra bà này bày các cành nhãn ra phòng khách và lựa bó lại từng chùm để đem đi bán. Ông manager người Việt đi qua nhìn thấy bà này đang lựa nhãn, biết sau nhà bà đâu có đất trồng trọt gì đâu, mà sao nhãn ở đâu mà bà có sớm thế. Ông đi vòng ra sau nhà nhìn cây nhãn phía bên kia hàng rào, cành cây mới gãy, trái rớt tứ tung. Biết thủ phạm đó là bà Việt này, ông vô cảnh báo bà. Bán trộm không tỏ vẻ xấu hổ, chỉ mà im lặng. Mấy hôm sau chủ vườn biết được qua nói với bà ăn trộm và đừng có làm thế nữa, muốn ăn xin tôi cho, đừng ăn trộm, ăn cắp xấu hổ lắm. Bán trộm chống nạnh chỉ vào mặt bà chủ vườn nói rằng, này tôi nói cho bà biết, nếu lúc tôi đang ở trên cây hái nhãn mà bà làm gì để tôi hoảng sợ, tôi té xuống là tôi đi kiện bà đó, biết chưa? Bà chủ vườn nói rằng thật là hết thuốc chữa. Trường hợp của ông bà Lưu Văn Hưng ở thành phố Gambrow sau nhà trồng được cây saboche, lần đầu tiên ra được 14 trái chưa được ăn thì ban đêm kẻ trộm đã đột nhập hái hết không chừa một trái. Ông Hưng giận dữ nói rằng, tôi mà bắt được tôi gọi ngay cảnh sát đến cho hắn vô tù cho bó ghét. Thử nghĩ xem kẻ trộm là người Việt hay người dân khác. Ông Hưng khẳng định, người Việt tôi dám chắc như thế. Tôi đã nghe nhiều người kể lại, họ mất trái cây, họ rình và thấy người Việt hái trộm, nhưng chẳng lẽ có vài ba trái cây mà gọi cảnh sát, nên họ cũng nói vài tiếng cảnh cáo rồi bỏ qua. Theo tôi thì các gia đình mất trộm trái cây nên báo cảnh sát, vì mình thấy ở xứ Mỹ mà ăn trộm trong siêu thị chỉ đáng 1-2 đô mà cũng phải ra tòa, nên cứ báo cảnh sát, may ra tội trộm cắp mới thuyên giảm. Vấn đề đây không phải là vấn đề ăn trộm trái cây trị giá bao nhiêu, mà vấn đề đó là hành vi ăn trộm, đó là hành vi hoàn toàn thực sự là đáng ngại và xấu hổ, và đặc biệt làm ảnh hưởng đến cộng đồng người Mỹ Việt chúng ta. Trường hợp ở Santa Ana có cây hồng giòn duy nhất ở phía trước nhà cũng bị kẻ trộm ban đêm vào hái mất khoảng 1/3 trái trên cây. Và không ít người Việt chúng ta cũng có thể nhìn thấy đâu đó có hình ảnh một người ăn trộm trái cây khá là chuyên nghiệp, dùng một cây sào, trên đầu có cái giỏ để vừa dễ hái, vừa để trái không bị rớt, để bị dập. Dưới chân là mấy bọc ni lông đựng ổi, cây sào để hái trái còn rất mới. Và thực sự là điều rất là đáng ngại, đó là bà còn hiên ngang
lựa những trái ổi to để lấy, mặc dù cây ổi nằm trong hàng rào nhà người ta. Họ không cảm giác là xấu hổ, mà họ nghĩ đó là cây nhà mình và tự do, cứ đến đó mà hái. Mấy người Mễ đi ngang qua nhìn và lắc đầu, thật là xấu hổ lây cho người Việt. Mấy quả ổi đâu đáng giá bao nhiêu mà phải đi ăn trộm. Không biết con cháu của bà này nhìn thấy cảnh tượng này có xấu hổ hay không, có can ngăn bà hay không. Nhiều người thì nói rằng Mỹ là một quốc gia lạc hậu có gì mà đáng sống. Hoa Kỳ thực ra chỉ là một cái làng nông nghiệp khổng lồ mà thôi, một làng nông nghiệp kém phát triển. Ở trường trung học các thầy giáo vẫn dạy rằng công nghiệp càng phát triển thì môi trường lại càng bị xâm hại. Ví dụ như là trong một thành phố công nghiệp, bạn phải thấy ống khói khắp nơi, các xí nghiệp thì to khắp nơi và bụi bặm cũng khắp nơi. Đó mới là biểu tượng của công nghiệp hóa. Thế thì còn ở Hoa Kỳ thì sao? Đố bạn tìm ra các ống khói, thỉnh thoảng thì mới thấy một vài cái nho nhỏ nhưng lại là thứ để mà trang điểm cho nhà người dân mà thôi. Thay vào đó là những dòng sông và hồ nước sạch tươm khắp nơi và chẳng có các nhà máy giấy và luyện thép ở nơi bờ sông. Không khí thì trong lành và sạch. Đó là một biểu tượng của một xã hội thô sơ và đó không thể là dấu tích của công nghiệp hóa. Người Mỹ chẳng hiểu gì về kinh tế có phải vậy không? Các tuyến đường cao tốc tỏa đi mọi phương, có lẽ là đến mọi làng xóm. Tuy nhiên, các bạn làm sao mà có thể tìm ra được một trạm thu phí? Thực sự là một sự phung phí khủng khiếp cơ hội kinh doanh. Khó có thể cưỡng nổi ý định của bản thân là xúc một ít xi măng để mà xây vài trạm thu phí và chắc chắn là chỉ trong vòng một tháng là tôi sẽ có đủ tiền để mà mua một căn nhà trông ra Đại Tây Dương. Ngoài ra, bên lề đường cao tốc thì bạn có thể thấy những mặt hồ tĩnh lặng còn hoang dã. Chính quyền đã mặc cho lũ chim cư ngụ và vẫy vùng thỏa sức mà không nghĩ tới việc thiết lập vườn cảnh quan trông ra hồ để mà kiếm tiền. Rõ là người Mỹ không có cái đầu làm kinh tế. Nói về ngành xây dựng ở Hoa Kỳ thì quả là quá thô sơ. Ngoài một số lượng nhỏ các thành phố lớn thì không có những tòa tháp bê tông và gạch chọc trời. Hình như là Mỹ không có các tòa nhà bằng gạch, hầu hết nhà cửa làm bằng gỗ và vài thứ vật liệu lạ khác, sử dụng gỗ thô sơ để mà xây nhà như là thời phong kiến vậy. Người Mỹ không biết ăn thịt thú rừng có phải vậy hay không? Chính phủ Mỹ không biết quản lý chuyện này như thế nào và người Mỹ quả thực không biết ăn thịt thú rừng. Họ cũng không có cả quán ăn chuyên thịt thú rừng và rất ít khẩu vị đối với thú rừng thơm ngon bị giết thịt như là hươu và nai, và kém hứng thú với bán sừng hươu nai để mà kiếm những khoản tiền lớn. Thực ra người Mỹ sống cùng động vật hoang dã hàng ngày và còn đưa ra những biện pháp để mà bảo vệ chúng. Đó quả thật là một xã hội sơ khai. Người Mỹ không biết tự trọng. Các giáo sư trường đại học Mỹ không có bộ dạng hoành tráng, họ cũng không có hề có phong thái của những nhà giáo sư đạo mạo. Hầu như lúc nào họ cũng mặc áo phông, quần bò. Ngoài ra, các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ chẳng bao giờ đưa học vị tiến sĩ lên danh thiếp của họ và họ cũng không biết cách thể hiện ra bên ngoài cái vị thế của mình. Những người được đào tạo bởi các giáo sư kiểu như vậy sẽ chẳng thể nào biết cách đi đứng, nói năng nếu như họ trở thành những quan chức chính phủ. Học sinh tiểu học Hoa Kỳ thì không có những hoài bão cao cả. Ngay từ thuở ban đầu, các học sinh tiểu học không hề có ý định để mà trở thành quan chức. Chẳng hề có lớp học của các thần đồng hay là chọn lọc nào cả. Sau giờ học thường là không có bài tập về nhà và bạn cũng không có cách nào để nhắc tới chuyện đó nữa. Kế đến nói đến người Mỹ hay làm ầm ĩ mỗi khi phát hiện ra một bệnh tật nho nhỏ. Điều đầu tiên là họ hẹn gặp bác sĩ, sau đó bác sĩ kê đơn. Một số người thì lại còn phải theo lời khuyên của một dược sĩ có bằng cấp nữa. Khi mua thuốc họ phải tự mình tới hiệu thuốc để lấy chúng. Không hiểu tại sao là phải tách bạch riêng biệt cái việc khám bệnh với việc mua thuốc. Thay vì tách riêng lợi nhuận khỏi trách nhiệm, rõ ràng là các bệnh viện ở Hoa Kỳ không có khái niệm về phương pháp kiếm tiền. Sao không nói cho bệnh nhân tên thuốc luôn đi? Như thế thì các bệnh viện tha hồ mà có độc quyền bán thuốc và tăng giá thuốc lên 8 hay là 10 lần. Có biết bao nhiêu là cơ hội kinh doanh tốt mà người Mỹ họ lại không biết tận dụng. Người Mỹ nói về phương diện tinh thần thực sự là trống rỗng.
Đa số người Mỹ nói câu cảm tạ trước mỗi bữa ăn và họ cầu nguyện một cách ngây thơ, Chúa phù hộ cho nước Mỹ. Thật là buồn cười, nếu như Chúa phù hộ cho nước Mỹ thì tại sao nước Mỹ lại bị lạc hậu như vậy, thô sơ và đơn giản đến như vậy? Tại sao nước Mỹ lại đứng đầu thế giới như vậy? Cầu Chúa trời phỏng có ích lợi gì hay không? Thực tế hơn là nên dành thời gian cầu nguyện đó mà đi lễ thủ trưởng của bạn, thì đó mới là cái mà cách thời thượng nhiều người vẫn hay làm. Người Mỹ không có khái niệm về thời gian chăng? Với bất kể thứ gì, nói đến người Mỹ khi họ mua gì họ cũng đứng vào hàng để mà chờ đợi, không nóng ruột, không chen lấn. Đúng là lãng phí thời gian thật. Cửa hàng ở Mỹ thật là vô nghĩa. Bạn có thể trả lại hàng sau khi mua vài tuần mà không cần có lý do gì. Sao lại có thể trả lại hàng hóa khi đã mua rồi mà không hỏi lý do cơ chứ? Điều này thực sự là khó mà xảy ra ở một quốc gia nào đó. Ở nước Mỹ thực sự là không an toàn. 95% nhà dân quên lắp đặt lưới và không có hàng rào, cũng như là cửa ra vào, cửa sổ chống trộm. Điều kỳ lạ nữa đó là tất cả lũ trộm cắp móc túi đi đâu mất tiêu hết rồi. Chỉ tập trung ở một nơi nào đó thực là thiểu số mà thôi. Nói về người Mỹ vốn nhút nhát và yếu đuối chăng? 95% người Mỹ lái xe đều không dám vượt đèn đỏ. Thực sự là nhát quá đi. Mặc dù là 99% người lớn ở Hoa Kỳ đều sở hữu xe ô tô và phương pháp lái xe của họ thì rất là lạ. Có bao nhiêu là xe trên đường, thế nhưng bạn không thể nghe thấy một tiếng còi xe. Phố xá thì thật là im lìm và tĩnh lặng, như thể không phải là phố xá nữa. Người Mỹ có phải là thiếu cảm xúc hay không? 95% nhân viên không nghĩ về việc phải làm gì cho tiệc cưới của cấp trên, cho nên họ chẳng bao giờ tìm cớ để mà quan tâm hay là chăm sóc lãnh đạo của mình. 99% dân Mỹ đi học rồi kiếm việc làm, thăng tiến và hoạt động mà không biết về sự cần thiết phải đưa hồng bao, phao bì chứa đầy tiền để mà đi cửa sau. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.